tiểu thuyết Hãy để ngày ấy lụi tàn, tác giả John Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Chương 7. Một buổi sáng khi Steve được khoảng 3 tháng, Joy McCrae thơ thẩn đến đồng cỏ nơi Anthony đang chơi với Jenny Van Wyck và Tommy Stafford. John không chơi với bọn chúng mà chỉ đứng xem. Tại sao cậu không chơi với chúng mình? Anthony hỏi. Joy lắc đầu. Mẹ bảo không được chơi với mày. Mày có một đứa em da màu. Anthony nhìn hai đứa bạn, mút ngón tay cái một lúc, rồi nó lại quay về phía Joy. Cái gì cơ? Mẹ bảo không được chơi với mày. Mày có một đứa em da màu. Trong óc Anthony hiện ra lờ mờ những lời của chính mẹ nó ngăn cấm không cho chơi với trẻ em da màu. Biết mơ hồ rằng Joy nói tới một điều gì đó xấu xa. Nó lại nhìn hai đứa bạn tìm lời giải đáp, nhưng chúng cũng bối rối như nó. Đột nhiên nó cúi xuống, bọc một nắm cát đen ở dưới đất. Dùng hết sức, nó ném cát vào mặt Joy. Tức khắc, Jenny và Tommy cũng làm theo. Joy dính đầy cát, hét ầm ĩ, bỏ chạy trong khi mấy đứa trẻ ném ra theo. Còn mãi chơi nên việc rắc rối đó không in vào đầu óc non nớt của Anthony. Nhưng về nhà thấy mẹ, nó nhớ lại Mary đang dọn bàn ăn. Mẹ ơi, Anthony hỏi, bé Steve có phải là một đứa bé da màu không? Một chiếc đĩa tuột khỏi tay Mary, rơi xuống bàn nhưng không vỡ. Nét mặt căng thẳng, chị trừng trừng nhìn con, rồi nuốt nhanh nước bọt, chị trấn tĩnh và nhặt chiếc đĩa lên. Tất nhiên là không phải, Anthony à, chị nói, nhưng tại sao con lại hỏi mẹ như vậy? Vì sáng nay thằng Joy McCrae nói thế. Nó nói thế. Mary bừng bừng giận dữ, nó dám nói thế. Chị cố trấn tĩnh. Nó còn nói gì nữa không? Anthony kể lại toàn bộ câu chuyện, rồi tiêu nghỉu và buồn bã. Nó nhìn mẹ tha thiết chờ mẹ giải thích, nhưng chẳng có lời giải thích nào. Mà mẹ nó chỉ nói, Joy là một đứa bé đáng ghét, con đừng để ý đến nó nữa. Mary ôm lấy Anthony, hôn con âu yếm. Trong bữa ăn trưa, hai mắt Mary đỏ hoe, mặc dù chị đã chờ đợi miếng đòn bất hạnh giáng xuống, nhưng khi ập đến, chị vẫn bị bất ngờ. Nếu sự bất hạnh trực tiếp ập đến với chị có thể chịu đựng dễ dàng hơn, nhưng nó lại đánh vào con chị, biến niềm hạnh phúc trong sáng của thằng bé thành mối ngờ vực thắc mắc. Mối ngờ vực này sẽ dẫn đến thất vọng. Chào ôi, con thân yêu của mẹ, con thân yêu đáng thương của mẹ, Mary khóc thầm. Tối hôm đó khi Anthony xin mẹ tắm cho Steven, lần đầu tiên nó nhận thấy em nó đen hơn nó rất nhiều. Nó liếc mắt so sánh màu da thẫm của đứa em cuốn trong chiếc khăn trắng với màu trắng ở hai chân mình. Joy bảo em Steve là da màu, nhưng nó không đến nỗi nâu lắm mẹ nhỉ? Anthony hỏi. Chương 8. Vào cuối đại chiến, ông Sutter bán dược phẩm cùng với vợ từ nước Anh di cư sang sinh cơ lập nghiệp ở Stormhawk. Ở thị trấn này, bà Sutter nhanh chóng nổi tiếng là một người đảm đương về xã hội, tổ chức các cuộc bán hàng phúc thiện, các buổi hòa nhạc cứu tế, các cuộc thi đánh bài bridge và các nhà bếp nấu cháo cho người nghèo. Ông bà Sutter là một trong những cặp vợ chồng được mọi người ưa thích nhất ở thị trấn. Các bà mẹ rất muốn con trai mình đánh bạn với đứa con trai duy nhất nhà Sutter. Nhưng thằng bé Bob, con nhà Sutter, lại thích chơi với Anthony hơn những đứa khác. Chúng cùng nhau chơi bi, thả diều, lấy tre, làm ống xì, thổi hạt đậu, nuôi tầm, sưu tập các bản quảng cáo thuốc lá, gây dựng một bộ sưu tập các côn trùng tìm được ở thảo nguyên và sưu tầm tem. Bản thân ông Sutter cũng thấy mới giọt, không những coi anh là một người bạn cùng gốc người Anh, có chung quan điểm mà còn là một người tuy hiện giờ kiến thức đã mai một, nhưng rõ ràng vốn được thừa hưởng một nền giáo dục tốt đẹp. Sau khi đóng cửa hiệu dược phẩm của mình, ông Sutter thích tạt vào khách sạn Đại Bàng. Ông biết giọt sẽ có người vợ da màu, mà mới đây ông cũng nghe nói đến màu da đứa con thứ hai của họ. Tuy nhiên trong chừng mực nào đó, hai ông bà đều muốn để Bob và Anthony chơi thân với nhau. Bà Sutter nhận thấy chú bé nhà Crom thông minh, sắc sảo, còn thằng Bob con bà có vẻ chậm hiểu hơn. Nguyên là một giáo viên, bà hiểu rõ ảnh hưởng của Anthony đối với con mình. Và cả hai người đều hài lòng thấy chúng chơi với nhau trong khu vườn rộng lớn nhà họ. Nhưng những người khác trong thị trấn có phản ứng khác hẳn. Đứa bé có nước da nâu vàng ra đời trong gia đình Crom là đề tài bàn tán hấp dẫn đối với họ. Một số ít người da màu
như gia đình Kreiser đã cắt đứt quan hệ bạn bè với Mary sau khi Mary lấy chồng thì lãnh đạm một cách tự nhiên. Đáng đời chị ta, bà Kreiser nói, chị ta có muốn làm người da trắng học đòi làm sang kìa. Nói câu ấy, bà ta đã phát ngôn mọi cảm nghĩ của bọn họ. Tại khách sạn Đại Bàng, vợ Hunter đang thưởng thức chiến thắng của mình. Chị ta cho rằng đã đến lúc phản công lại những lời chế nhiễu của chồng được rồi. Anh trách tôi 1 triệu lần, bởi tôi không sinh cho anh 1 đứa con. Sao anh không rước lấy 1 con mẹ da màu? Hẳn bây giờ anh có đến 1 đống nhãi đen nhẽm nghịch đất nghịch cát khắp năm rồi. Hunter không nói gì. Việc y gian díu với Mary, tiểu thư Tây Ban Nha của y, là một màn kịch lãng mạn nhất trong đời y. Giờ đây cái bóng ma ghê sợ này đang vô tình làm y thấy mình là gã nhân tình phạm tội của người phụ nữ da màu, vợ một người coi quầy rượu của y. Con người sinh nở ra những đứa trẻ màu nâu, nếu quả thật Ruby biết rõ mọi việc. Hunter vào trong quầy, mang ra 1 chai rượu và 1 chiếc cốc. Y hỏi, cô uống rượu lần gần đây là vào lúc nào? Vợ Hunter nhìn chồng ngạc nhiên và nghi ngờ khi thấy y rót đầy cốc brandy. Có 1 ít rượu mạnh, cô nếm đi. Hunter nói, cười toe toét làm cho Ruby rối rối. Y ra khỏi phòng, để lại chai rượu brandy trên bàn. Ngoài phiên chợ, mới sớm tinh mơ, đã nghe thấy những lời xì xào bàn tán, nhất là trong đám đàn bà nội trợ. Tôi bâng khuâng tự hỏi, không biết con mụ đàn bà nhà Graham có còn mạo nhận là người Anh nữa không? Vợ Ferrer bảo McGregor, có con trai da màu ở trong nhà thì kha gai đấy. Vợ McGregor trả lời, tôi cho là nó có màu cà phê, 2 phần cà phê, 1 phần sữa. Vì ta nói như vẻ khinh bỉ quá mức, nhưng trong thâm tâm, chị ta thầm lo là nếu mình tỏ ra vô cùng ác cảm và hiểm độc với Mary Graham thì người ta có thể nghi ngờ đến điều bí mật về nguồn gốc da màu của chính chị ta. Chị cho là màu cà phê à? Thế chị đã thấy đứa bé chưa? Tất nhiên tôi không nhìn thấy nó, tôi không giao thiệp với ngữ ấy. Vợ McGregor trả lời một cách căm phẫn, còn chị có nhìn thấy nó không? Trước khi gặp vợ McGregor, vợ Ferrer tìm được 1 hộp đu đủ rẻ. Và đề nghị 2 người cùng mua chung. Vợ McGregor từ chối, báo là định mua 1 mình 2 hộp cơ, vì không muốn hạn chế con cái ăn hoa quả. Vợ Ferrer lúc này có cơ hội trả miếng. Tôi đã thấy nó chưa à? Chị ta hỏi lại. Không, tôi chưa thấy mà tôi cũng không thể thấy được. Chị coi tôi đâu có sống thân mật kề dải áp má như gia đình chị. Mấy ngày sau, 1 tấm biển đề chữ cho thuê xuất hiện trên 1 cửa sổ đăng trước nhà gia đình McGregor, và cuối tháng kế đó, chiếc xe dọn đồ đã đổ ở ngoài cửa. Khi đồ đạc được mang ra ngoài phố, Anthony đang đứng bên Shinny, Tommy và Vili. Thằng bé Troy bước thong thả đến chỗ chúng. Nhà tôi dọn đi đây. Sao cơ? Troy gọi Tommy, Vili và Shinny qua một bên, và khi nó thì thầm với 3 đứa đó thì cả bọn luôn liếc nhìn Anthony. Anthony bối rối, bạn bè nó có chuyện bí mật không muốn cho nó biết. Đúng khi ấy, Joe quay lại nhìn nó cười khẩy. Chúng bàn tán gì về mình nhỉ? Nó bước đến gần bọn chúng, rồi tức khắc im lặng, nhưng lại nhe răng ra cười trơ tráo và díu cợt. Anthony nhìn mặt 3 đứa kia để tìm một chút đồng tình, nhưng chẳng thấy gì. Nếu Joe nói ra hoặc có cử chỉ khiêu khích, Anthony tất đã đánh nó, nhưng mấy đứa đều đứng yên chẳng nói gì. Anthony vừa quay đi để che giấu những giọt lệ đẫm hai mắt. Ngôi nhà của McGregor bỏ trống trong 3 tháng, mặc dù một số gia đình ở khách sạn vẫn đang tìm nhà riêng. Một buổi sáng thứ bảy, Mary ngồi ở hiên nhà mình, đang tất cho Steven thì thấy Dutchman, một người da màu làm nghề xây dựng cùng với vợ đang xem ngôi nhà của McGregor. Vợ chồng Dutchman là người tử tế, kín đáo, đáng trọng. Họ sẽ là xóm giềng tốt hơn nhiều người Âu. Mary cảm thấy cô đơn vô cùng, không hề có ai đến chơi bao giờ. Một niềm thôi thúc muốn được đến và nói chuyện với mọi người, muốn lại có được sự tiếp xúc nào đó giữa con người với con người. Ngoài mấy chủ hiệu và các chú bé đưa sữa ra, chị hầu như không bao giờ được nói chuyện với bất kỳ ai. Rồi ánh mắt chị hướng về chú bé nhà Dutchman đang vừa nhe răng ra cười và đu đưa ở cổng. Nó đi chân đất nhưng sạch sẽ, hàm răng trắng tương phản đậm nét với nước da sẫm màu. Một đứa bạn cho Anthony của chị ư? Không đời nào! Vợ chồng Dutchman nhìn về phía chị co người lại, rồi sau đó đầy hy vọng,
Chị nhìn vợ chồng nhà Thompson xem xét ngôi nhà đó. Chị biết rõ ông Thompson, một người gắt ghi xe lửa, nghiện rượu nặng, khi sai thì phun ra những lời hèn hạ. Ông ta cũng đã bị tòa án phạt tiền về tội hành hung vợ. Tuy có tất cả những điều đó, gia đình Thompson vẫn là da trắng. Và Mary cảm thấy rất nhẹ nhõm nhìn vợ chồng họ dọn đến cùng 7 đứa con bẩn thỉu, ngổ ngược.